Con mồi đây rồi. Sếp, hung thủ sắp ra đây kìa. Đừng lo, mìn chọc treo khi phát nổ sẽ khiến đối phương chập mạch 2 phút. Wow. Là nách chưa? À, tôi thích này nách chua. Đưa nách người phát. Ảo ma Alibaba. Đang làm gì đấy? Đang gặt lúa đấy. Lên phường gặt tiếp nhá. Nóng quá. Cắt tóc đi cho mát, hôm nay anh bao. Sếp chắc chưa? Chắc ông già mày, nhanh. Cắt cho Kiều, nhìn phát biết ngoan hiền. Ngoan hiền à? Ok biết luôn. So đi comeback là một học sinh ngoan. Ôi giời, tóc tay kiểu gì đó. Ồ, bảo bối hay quá. Ôi giời.